Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe tải xảy ra trên cầu vượt Mỹ Thủy thuộc địa bàn quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20 tháng 3 năm 2019. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế xe tải điều khiển chạy trên đường Võ Chí Công theo hướng quận 2 đi quận 9, trên cabin còn có hai phụ xe. Khi đang đổ dốc cầu vượt Mỹ Thủy, xe tải tông vào đuôi một xe tải khác chạy cùng chiều phía trước. Vừa lúc này, một xe tải chạy phía sau không xử lý kịp đã tông vào hiện trường tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn. Ba chiếc xe tải dính chặt vào nhau, trong đó hai xe phía sau hư hỏng dập nát cabin, nhiều mảnh vỡ văng tràn xuống đường. Tai nạn khiến một phụ xe bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đội cảnh sát giao thông cắt lái đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết phân luồng cho các phương tiện đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy. Tổ xử lý tai nạn công an quận 2 cũng đến giải quyết hiện trường, di rời phương tiện. Tai nạn đã khiến cho giao thông khu vực ùn tắc kéo dài.